Xin chào bà con. Thì tiếp tục hôm nay mình quay lại cái vườn của bà con nông dân. Hôm trước mà bà con nông dân có xem clip ở phần 97 nha. Cái này vườn của bà con nông dân, hôm trước mình có quay các bạn xem về cái công tác mà nông dân thích ghép 034, cưa cái vườn bút, bỏ ghép 034. Nhưng mà nông dân thích 034 thì có mình có hướng xuống vườn này hướng dẫn, kiểm tra mà ghép. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại kiểm tra cái chồi bơ để mà ghép cái sâu thời gian nó sống và kiểm tra như thế nào. Thì hôm trước thì mình cũng có nói với bà con thì hôm trước đó thì cái ngày mình ghép ở cái vườn này của bà con nông dân là ngày 25 tháng 6 2019. Thì hôm nay mình quay lại kiểm tra, hôm nay là ngày 29 tháng 7, thì nói chung cũng gần 1 tháng 5 ngày rồi, nói chung 1 tháng gần 5 ngày. Thì quay lại kiểm tra bà con mình sẽ đi rất chi tiết và từng chồi mình cũng mở những cái lá ra, mình kiểm tra cho bà con từng cái chồi để biết được là cái tỷ lệ mình ghép nó sống đạt bao nhiêu phần trăm cho bà con nông dân chúng ta. Vì cái này hầu như tất cả bà con chúng ta đều để ý và quan tâm thì ghép xong nó có sống hay không, và sống tỷ lệ bao nhiêu, và nếu mà ghép chết thì chúng ta sẽ có cái cách khắc phục và ghép lại như thế nào cho nó hiệu quả. Thì cái đó thì hôm nay mình xuống vườn bà con nông dân đây, nói chung là đi ngang qua thì mình cũng ghé vào xem lại, kiểm tra những cái nào mà cần hướng dẫn cho bà con nông dân chúng ta là làm và khắc phục khi mà chồi chúng ta nó sống. Thì đây là mình quay qua mình kiểm tra tất cả các chồi, bà con xem những cái chồi này bắt đầu 1 tháng nó bắt đầu nứt nọc lọc non ra đó, nứt ra hết đó. Thì sau khi nứt như thế này thì cái việc chăm sóc mình hướng dẫn cho bà con cái thứ nhất là những cái chồi mà nó mọc ở trong thân trong cây thì con dùng tay hoặc dùng kéo bà con lặt bỏ hết những cái cành trong thân hết đi, lặt bỏ hết thì con chăm sóc có thể bón phân giai đoạn này được rồi. Thì đối với cái bịch ni lông này nó tự hủy, sau này nó sẽ vươn dần dần, cây nó khỏe mạnh ra thì có thể bà con nếu mà rảnh có thời gian thì con có thể cắt bỏ ra đi cho đẹp cây, còn không có thời gian thì con để cũng được. Nhưng mà cái việc mà khi nó nứt cái chồi cao thì con phải buộc phải nẹp cho mình là cái cây để tránh tình trạng mà trong thời gian này cây nó còn yếu nên xảy ra hình trạng tháng này nó cũng vô mùa mưa bão, tháng 7 rồi chuẩn bị vô tháng 8, 9 thì mưa bão nó nhiều thì nó hơi bị lây gãy cành non. Thì qua đó bà con phải cột cho mình những cái cây để nó chống cái tình trạng mà bị gãy cái chồi non của ta, không ta đi ghép lại, cái đó là cái vấn đề mình hướng dẫn. Nhưng qua lên trên bà con xem cái chồi chính đúng không, sống rất là đẹp. Những cái chồi này bà con thấy không, đã nứt ra sống rất đẹp. Mình ghép phương pháp này rất là nhanh thật sự luôn á bà con, nếu chăm sóc bình thường lại 1 năm sau bà con có thể cho ra hoa đậu quả được rồi, đây là 1 năm đó. Con nhìn thấy không, cái chồi chính nó lại lên rất là mạnh so với những cái chồi phụ, tất nhiên nó sẽ lên rất là đồng đều và nó cân đối cái tán chúng ta. Thì những cây bơ này mình luôn luôn hướng dẫn bà con, con ghép cưa hết và con ghép trực tiếp vô. Vì cái bơ này mới trồng có 2 năm thì cái tí ở cuối clip mình sẽ quay lại cái hiện trạng bữa trước là mình ghép cho bà con xem. Còn cái này thì mình kiểm tra, bà con cứ theo dõi hết clip đi. Cũng tại vườn nông dân này bữa trước đó cây bơ 034 là nó còn có trái nha, nay hết trái rồi, rụng bán hết rồi. Rồi thì mình tiếp tục sang cây bơ thứ hai. Cây bơ hôm thứ hai này cũng ghép đây, cũng kiểm tra bà con xem á, coi tỷ lệ sống bao nhiêu phần trăm. Hầu như vườn này tỷ lệ sống là 90%, chết một chồi thôi, nói chung là chết có một chồi à. Thì một chồi đó thì tỷ lệ cái chồi nó hơi non, cũng chưa chết mấy, nó cũng mình quan sát thì cũng còn nước chồi, nhưng mình cho tỷ lệ 90% mà sống đi, còn 1% thì nó chết cũng được. Đó, những cái chồi non thế này bà con lặt hết cho mình nha, lặt bỏ hết đi, tránh tình trạng nó ra những cái lọc non này không, nó nuôi phí dinh dưỡng. Thay vào đó bà con lặt để nó nuôi dinh dưỡng chính vào những cái ngọn như thế này khi mà chồi chúng ta ra đẹp. Thì ra đẹp như thế này thì mình cũng hướng dẫn bà con là khi mà ra theo con chịu khó phun thuốc sâu một xíu, phun cho nó hô nó khỏi ăn những cái ngọn tơ này. Cái đó là phòng trừ thôi, vì một số vườn của bà con chúng ta dạo này trời mưa nhiệt độ ẩm thấp rồi cây cối rậm đó thì bọ xích bọ vần nó ra ảnh hưởng rất là nhiều. Nói chung đang quay và con xem trời nó mưa nha, đang kiểm tra trời mưa, con thấy mưa không, mưa rắc rắc, nhưng mà vì công tác kiểm tra vườn nên mình phải kiểm tra kỹ cho các bạn và con xem về từng cái chồi. Hãy quan sát thật là kỹ nha, để mình biết cái chồi đó là chết hay là chưa chết. Chứ nhiều lúc bà con ra kêu ghép sao thấy nó khô khô héo, đôi lúc nó héo một phần của cái chìa ngọn thôi. Như cái ngọn này nè, con thấy không, héo một chìa nhưng mà hai cái mầm hai bên nó đã sống rồi, mình kiểm tra thấy nó đã sống rồi nên bà con để từ từ nó sẽ nứt ra. Thì cái đó là những cái vấn đề mà lưu ý, bà con cần lưu ý.
đối với khi một việc ghép bơ. Thì đó, đó là mình cũng hứa hẹn với những bà con hay hỏi mình là quay kiểm tra lại những cái chồi bơ nó có sống hay không. Thì cái đó là điều chờ đợi cũng hầu như là tất cả bà con nông dân và mọi người đều muốn khi ghép xong nó có sống không. Hầu như khi bà con nông dân chúng ta ghép sống rồi, bà con có thể điện thoại kêu là sống rồi nên ít khi mình có đi kiểm tra lắm. Nên cái này mình đi quay, mình kiểm tra từng chi tiết, những cái lá đó, cái lá còn khô nguyên luôn. Cây thì còn lá nguyên luôn, mình phải khui cái lá ra đó. Mình kiểm tra bạn xem đó nha. Còn sống ở đó, con nhìn kỹ cái ngọn á, nó đã sống rồi. Rất là chi tiết cho bạn xem. Thì clip này ở phần sau á, gần hết clip á, thì mình có quay lại công tác mà ghép. Thì qua đó những bà con này chúng ta so sánh và kiểm tra lại cái tình trạng vườn của chúng ta, hoặc những vườn bơ chúng ta ghép á, thì bà con kiểm tra những cách này. Thì còn về cách mà chăm sóc cái chồi bơ sau khi ghép á, thì mình cũng hướng dẫn cho bà con rồi. Thì vài bữa nếu mà những bà con nào chưa xem được á, mình sẽ làm chi tiết cho bà con luôn, rất là tỉ mỉ cho bà con luôn về cách cột cái cành và cột như thế nào cho nó hiệu quả. Thì cái đó thì bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi. Thì dạo này công việc cũng hơi nhiều nên mình không có làm clip mới cho bà con xem. Thì qua clip này bà con cứ đăng ký kênh và theo dõi tất cả các video ở bên Trái Cây Thơm Mùa Lắc. Mình sẽ quay rất là chi tiết những cái cần thiết cho bà con xem về những cái kỹ thuật ghép bơ, chăm sóc bơ và những cái trồng khác. Thì qua đó có những bà con nào mà con không biết hoặc là con có thể xem và chia sẻ, có thể áp dụng vào vườn của mình được, thì những cái nào hay và con thấy áp dụng được thì con áp dụng. Thì còn cái clip này mình quay rất là chi tiết về cái vấn đề mà cái chồi bơ chúng ta sau khi ghép khoảng gần 1 tháng nó sống như thế nào. Đó là vấn đề chính của cái vườn bơ mình ghép và con nông dân này. Thì còn ở sau clip này là toàn bộ cái quá trình mà mình cưa ghép hôm trước, các bạn và con xem và theo dõi đúng cây bơ này không. Một nữa xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.